Xin chào ekip của Báo Thanh Niên. Hôm nay thì Trang rất là vui và rất là hân hạnh khi mà được ekip của Báo Thanh Niên đến tận nơi, đến tận phim trường để phỏng vấn về World Cup. Thế nhưng mà hôm nay thì Trang lại đang bận rộn để chụp hình cho một bộ sưu tập mới. Không biết là bây giờ làm nào nhỉ? Mình vừa chụp hình mình vừa nói chuyện luôn đi ha. Trang nhận định thế nào về trận đấu giữa Pháp và Peru tối nay? Trận đấu giữa Pháp và Peru tối nay thì theo Trang nghĩ là một trận đấu rất là đáng để được quan tâm, được theo dõi. Trang đang rất là hồi hộp, bản thân của Trang thì đang rất là hồi hộp về trận đấu đó đây. Tại vì là Pháp thì vừa có một trận thắng xong nên là tinh thần thì đang rất là thoải mái, đang rất là sung sức. Và hơn nữa thì đội hình của Pháp thì đang rất là mạnh, sở hữu Mbappe và Griezmann nữa. Nói chung là mà còn Peru thì vừa mới có một trận thi đấu cũng khá là xuất sắc, thế nhưng mà lại thất bại trước Đan Mạch. Thế nên là khi mà Pháp và Peru đối mặt với nhau thì Trang nghĩ nó đã sẽ là trở nên là một trận đấu rất là gay cấn. Tại vì là hai đội tuyển hôm nay thì Pháp thì cần một tấm vé để đi tiếp, chắc chắn là sẽ đi tiếp vào vòng trong. Còn là Peru thì cũng cần một tấm vé như vậy để không phải về nhà sớm hơn. Thế nên là trận đấu tối nay sẽ là một trận đấu hết sức gay cấn và đáng để được theo dõi. Đối với trận đấu này thì Trang nghĩ là sẽ có một kết quả nghiêng về đội tuyển Peru. Nếu như mà phải dự đoán thì Trang sẽ đoán tỷ số 1-1 hoặc là 2-1 nghiêng về đội tuyển Peru. Bây giờ thì các bạn chờ Trang một chút nha. 3, 2, 1. Find yourself here. An explosion of delight in your mind. The sweet, soft rush of euphoria. Your own personal narcotic. Ah, mệt quá. Đây thì cũng là một trận đấu mà Trang rất là mong đợi. Tại vì Trang thì là một fan hâm mộ của đội bóng Argentina. Trận đấu vừa rồi thì giữa Argentina và Iceland thì Trang đã coi không bỏ lỡ một phút nào cả. Trang có rất là nhiều tình huống xảy ra. Họ tấn công gần như là liên tục trận đấu, thế nhưng mà lại không có được chiến thắng dành cho mình. Rất là đáng tiếc cho đội tuyển Argentina và Messi. Thế nên là Trang hy vọng là ở trận đấu này thì họ sẽ giành được chiến thắng. Thế nhưng mà đối thủ của họ là Croatia thì cũng thi đấu rất là khoa học, đã vừa mới giành chiến thắng một cách rất là dễ dàng trước Nigeria. Thế nên là cũng là một đối thủ đáng gờm của Argentina trận này. Nhưng Trang vẫn rất là hy vọng và rất là mong là trong đêm nay Messi sẽ tỏa sáng và mang về chiến thắng cho Argentina với một chiến thắng kết quả tỷ số khoảng 3-2 hoặc là 3-1 gì đó cũng được, nhưng mà chắc chắn là phải chiến thắng. 3, 2.